Chào các em. Chúng ta đang ở trong cái giai đoạn là ôn tập chương 1 bằng các cái bài tập trắc nghiệm. Trong tuần vừa qua chúng ta đã làm một số bài tập có nội dung liên quan đến các phép toán trên ma trận. Và các em thấy rằng là qua những bài tập đó thì chúng ta thấy rằng là các phép toán trên ma trận, đặc biệt là phép nhân và phép vĩ thừa, thì thường nó không có những cái tính chất giống như là các phép toán nhân lũy thừa trong tập hợp số. Ví dụ như chúng ta không có tính giao hoán giữa phép nhân hai ma trận. Chúng ta không có được là A nhân B bằng 0 thì tương đương với A bằng 0 hoặc B bằng 0. Chúng ta cũng không có những cái hàng đẳng thức đáng nhớ như trong tập hợp số, phép toán của tập hợp số. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái hình thức trắc nghiệm này với nội dung liên quan đến định thức. Chúng ta sẽ ôn tập phần tính chất của định thức, cách tính định thức và nhắc lại cái điều kiện để một ma trận vuông khả nghịch. Xin mời các em bắt đầu theo dõi. Đây là câu số 9. Hôm trước chúng ta làm được 8 câu rồi. Chúng ta tiếp tục câu số 9. Câu số 9 có nội dung như sau. Mệnh đề nào sau đây đúng? Mệnh đề A là định thức thay đổi khi thay cột 1 bởi cột 1 cộng 2 lần cột 2. Mệnh đề B nói là định thức không đổi khi thay cột 1 bởi 2 lần cột 1 cộng cột 2. Mệnh đề C nói rằng là định thức đổi dấu khi thay cột 1 bởi cột 2 trừ cột 1. Mệnh đề B, mệnh đề D cho rằng là ba mệnh đề trên đều sai. Các em nhìn vào bốn cái mệnh đề này. Nếu như chúng ta nhớ tính chất của định thức, có một cái tính chất là định thức không thay đổi khi ta thay một dòng nào đó bằng cách lấy nó cộng với k lần một dòng khác, hoặc là thay một cột nào đó bằng cách lấy nó cộng với k lần một cột khác. Thì nếu mình nhớ tính chất đó thì mình thấy rằng là mệnh đề A sai. Đáng lý ra phải nói rằng là cái định thức nó không thay đổi, khi thay cột 1 bởi cột 1 cộng với lại 2 cột 2 chứ. Thay một cột bằng cách lấy nó cộng với k lần một cột khác thì định thức không thay đổi mà. Mệnh đề A bảo rằng thay đổi, như vậy là mệnh đề A sai. Mệnh đề B, định thức không đổi khi thay cột 1 bởi 2 lần cột 1 cộng cột 2. Khi mệnh đề B này thường các em hay nhầm lẫn. Rất nhiều sinh viên cho rằng là mệnh đề B này nó đúng. Tức là khi mình thay cột 1 bởi 2 lần cột 1 cộng cột 2 thì định thức không thay đổi. Thật ra thì mệnh đề B nó sai. Tại sao? Khi em thay cột 1 bằng cách là lấy nó nhân cho 2, sau đó em cộng với cột 2 thì em biết nó thay đổi như thế nào không nè? Lúc này định thức nó sẽ tăng lên 2 lần. Là bởi vì mình có một cái tính chất rằng là khi thay một cột bằng cách lấy nó nhân với lại k thì định thức mới bằng k là định thức cũ. Em nhớ rằng là để định thức không đổi thì em muốn thay cột 1 thì em phải giữ nguyên cột 1. Em lấy nó cộng với k cột khác chứ không được lấy nó nhân với k lần rồi cộng cột khác. Như vậy là mệnh đề B sai. Mệnh đề C thì như thế nào? Định thức đổi dấu khi thay cột 1 bởi cột 2 trừ cột 1. Mệnh đề này đúng. Vì sao? Bởi vì khi em lấy cột 2 trừ cột 1 có nghĩa là em đã lấy cột 1 nhân cho trừ 1 xong rồi cộng cột 2. Mà khi mình thay cột 1 bằng cách lấy cột 1 nhân trừ 1 cộng cột 2, em nhân cho trừ 1 có nghĩa là em đã đổi dấu toàn bộ cái cột thứ nhất. Như vậy thì định thức nó phải đổi dấu. Tại vì mình nhân cho k là trừ 1 thì định thức mới bằng trừ định thức cũ. Như vậy mệnh đề C đúng. Và đương nhiên nếu C đúng thì cái mệnh đề D sai. Vậy thì ta chọn C. Em thấy kịp không? Rồi, để nắm vững hơn tính chất của định thức thì mời các em tiếp tục theo dõi câu số 10. Câu số 10 nói rằng là các cái số 2006, 6103, 5525 đều chia hết cho 17. Ba con số này chia hết cho 17.
Hỏi giá trị nào sau đây của x sẽ làm cho định thức chia hết cho 17, trong đó x là số tự nhiên nhỏ hơn số 10. Định thức người ta cho là định thức này. Với 4 phương án. A x bằng 4, B là x bằng 3, C x bằng 2 và D là x bằng 7. Tôi viết lại cái định thức đó. Đây. Cái định thức này mình nhìn kỹ định thức. Họ cho biết là số 2006 nè, 6103 nè, 5525 chia hết cho 17. Em có thấy là cái chỗ này 2006 không? À, mình đọc liên tục từ trái sang phải, có phải là 6103 không? 5525. Như vậy thì để lợi dụng vào cái giả thuyết á, là các con số người ta cho đó chia hết cho 17, thì ta nên khai triển định thức như thế nào mà để xuất hiện những cái con số 2006, 6103, 5525. À, thế khai triển như thế nào? Có thể là mình nghĩ đến chuyện như thế này nè. À, ta lấy cột 1 nhân cho 1000 để được 2000 đó, lấy cột 1 nhân cho 1000 cộng với 100 lần cái cột thứ hai, cộng 10 lần cột thứ ba và cộng với cột thứ tư. Thì lúc đó ở vị trí A11 này ta được số 2006. Lúc đó ở vị trí này A21 có 6103. Cái vị trí A41 này là 5525. Nhưng như vừa rồi mới nói, nếu em làm như vậy đó, em thay cột 1 bằng cách nhân nó cho 1000 rồi cộng các cái cột khác là 10 lần cột thứ 2, 100 lần cái cột thứ 3 gì đó, thì lúc đó định thức nó đã tăng lên 1000 lần rồi. Định thức mới nó không bằng định thức cũ. À, như vậy cách làm đó là không tốt. Em theo kịp không? Thế chúng ta làm như thế nào? Chúng ta làm như thế này nè, để xuất hiện số 2006. Tôi thay cái cột thứ tư bằng cách là lấy nó, tức là không có nhân nó thay đổi gì nó cả, lấy nó cộng với 1000 lần cột thứ nhất, cộng 100 lần cột thứ hai, cộng 10 lần cột thứ ba, thì lúc đó cái vị trí A14 này nè, tôi cũng được 2006. Nhưng lúc này định thức nó không thay đổi. Đó, nó hay hơn. Vậy chúng ta làm như sau. Tôi giữ nguyên ba cột đầu. Tôi lấy cột thứ tư cộng 1000 lần cột thứ nhất, cộng 100 lần cột thứ hai và cộng 10 lần cột thứ ba. Lúc đó ta được ở vị trí này là 2006 này. Vị trí này là 6103. Ở đây ta được là 9000x4 và cuối cùng ta được là 5525. À, nhân tiện cái chỗ mà 9000x4 đó thì tôi nói thêm một tí xíu, tại sao người ta cho cái điều kiện là x nó nằm ở trong số tự nhiên mà nhỏ hơn 10. Nó phải nhỏ hơn 10 là bởi vì em thấy là nếu như mà số x này mà nó lớn hơn bằng 10 đó thì ta đâu có biết được cái số đó là 90x4 nữa. Ví dụ như là cái số đó mà nó là số 11 á, thì lúc đó mình mới tăng rồi 9115 gì đó rồi, chứ không còn là 90x4 nữa. À, cái điều kiện mà x họ cho đó là số tự nhiên nhỏ hơn 10 là mục đích là để chúng ta viết được cái số này dưới dạng là 90x4. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục nè. À, để có thể xuất hiện những con số này thì tôi quyết định là khai triển theo cột thứ tư. Đây, chúng ta học cách khai triển một cái định thức theo một cột rồi. Tôi được số hạng đầu tiên là 2006 nè, nhân với -1 lũy thừa 1 cộng 4 D14. Cái việc khai triển này ta học cái bài đầu tiên của định thức. Bây giờ nhắc lại nha. 2006 nó là cái phần tử nằm ở dòng thứ nhất và cột thứ tư. Mà dòng 1 cộng 4 thì mình lấy nó nè, mình nhân với -1 mũ 1 cộng 4. Nó ở dòng 1 cột 4, cho nên số mũ của -1 là 1 cộng 4. Và nhân tiếp với D14. D14 thì đây là 14. Mà D14 là bao nhiêu nè? D14 là cái định thức được suy ra từ định thức này nè, bằng cách bỏ đi dòng 1 và cột 4. Có nghĩa là D14 là cái định thức cấp 3 này. Đó, định thức cấp 3 này đây. Ta tiếp tục cộng với lấy 6103. Đây, nó đây.
Thì 6.103 này nó là phần tử ở dòng thứ hai cột thứ tư, cho nên cái số mũ của trừ 1 là 2 cộng 4 đó. Và D là D24. Cái số mũ của trừ 1 là 24 nè, đây là 24. D24 là gì? D24 là cái định thức được suy ra từ định thức ban đầu này bằng cách là bỏ đi dòng thứ hai cột thứ tư. Nó là một định thức cấp 3. Còn nữa không? Còn phải không nào? Tiếp tục. Cộng với 90x4. À, đây là phần tử nằm ở dòng thứ ba và cột thứ tư, cho nên số mũ của trừ 1 phải là 3 cộng 4. Và D là D34. Cũng vậy, D34 là cái định thức được suy ra từ định thức này bằng cách ta bỏ đi dòng thứ ba và cột thứ tư, một định thức cấp 3. Cộng với số hạng cuối cùng là 5.525. Đây. Nó là phần tử ở dòng thứ tư, cột thứ tư, cho nên số mũ của trừ 1 là 4 cộng 4. Và D lúc này là D44. D44 là định thức suy ra từ đây bằng cách bỏ dòng thứ tư, cột thứ tư. Thế thì ta vừa khai triển cái định thức này theo cột thứ tư. Bây giờ các em nhìn này. Các em có thấy rằng là cái đề bài họ cho đó là 2.006 ngàn chia hết cho 17. X trừ 1 mũ 1 cộng 4 nó là một số nguyên. D14 là một định thức cấp 3 và các phần tử của nó là số nguyên, cho nên D14 này là số nguyên. Thế 2.006 nhân với hai số nguyên này mà 2.006 chia hết cho 17, cho nên cái số hạng đầu tiên của khai triển này nè chia hết cho 17. Đúng chưa? Lập luận tương tự như vậy thì do 6.103 chia hết cho 17, hai cái thừa số phía sau là số nguyên. Như vậy là số hạng thứ hai cũng chia hết cho 17. Rồi. Số hạng thứ tư cũng vậy, 5.525 người ta cho rằng chia hết cho 17. Hai số này là hai số nguyên, cho nên số hạng thứ tư cũng chia hết cho 17. Như vậy thì cái định thức này thế bỏng má bằng tổng của 4 số hạng, mà 3 số hạng này đã chia hết cho 17 rồi. Như vậy muốn cho định thức chia hết cho 17 ta cần cái gì? Em xem nha. Số hạng thứ tư là 9.000 0x4 nhân với trừ 1 mũ 3 cộng 4, D34 nó phải chia hết cho 17. Thì trừ 1 mũ 3 cộng 4 thì nó không chia cho 17. Cho nên cái số hạng này muốn chia hết cho 17 thì có phải là hoặc 90x4 chia hết cho 17 hoặc là D34. D34 chia hết cho 17. Đúng chưa? Vậy bây giờ ta cần biết là D34 là bao nhiêu. Thế vừa rồi có nói là D34 là cái định thức được suy ra từ định thức này bằng cách ta bỏ đi dòng thứ ba nè, cột thứ tư. Vậy thì D34 là cái định thức này các em nè. 200 đây. 610 là đây nè. Dòng thứ ba của nó là 552 nè. Ta tính cái định thức D34 này. Và các em có thấy là cái định thức này nó có gì đặc biệt không? Đây là định thức của một cái ma trận tam giác. Bởi vì các cái phần tử nằm phía trên đường chéo chính bằng không. Như vậy thì theo tính chất của định thức ma trận tam giác thì định thức này nó bằng tích các phần tử nằm trên đường chéo chính. Như vậy là D34 nó sẽ bằng là 2 nhân 1 nhân 2 bằng bằng 4. Vậy thì D34 bằng 4 thì nó không chia cho 17. Cho nên ta cần phải có 90x4 chia hết cho 17. Vậy D chia hết cho 17 khi mà 90x4 chia hết cho 17. Bây giờ ta có 4 phương án, ta thử thì ta thấy làm sao? Nếu mà chọn A thì mình thấy là nó thỏa mãn yêu cầu. X là 4 đó. Các em thấy là qua cái bài này, trong thoáng qua thì có em sẽ nói rằng là thầy ơi mình làm như vậy trong nó cũng hơi dài dòng, hay là chúng ta hay tính toán cái định thức cấp 4 ngay từ đầu luôn, coi nó bằng bao nhiêu x rồi ta mới thử thêm phương án A, phương án B, phương án C cái nào thì nó thỏa mãn, thì các em cứ thử xem có nhanh hơn là cái cách chúng ta vừa làm không. Thật ra thì cách chúng ta vừa làm á thì tôi viết trên bảng như vậy là để cho các em tìm theo dõi thôi, chứ còn khi mình làm các em thấy không, mình nhìn vào đây nè, mình thấy là 2006 là mình tính ngay cái chỗ này nè, cái phần tử A14 này nè là 2006 liền nè đó.
có liền cái chỗ này là 6.103, có liền chỗ này là 5.525, thấy ngay chỗ này là 90x4 liền. Cho nên với 90x4 đó mình thử các phương án liền. Cho nên trong viết ra nó giống dài như vậy, nhưng thực ra tính toán nó rất là nhanh. Đó. Và qua hai cái bài tập nhỏ này nè, thế chúng ta ôn được cái gì ở cái tính chất của điệp thức? Câu vừa rồi và câu này nó nhắc cho mình nhớ đó, các em mà muốn dùng phép biến đổi sơ cấp để biến định thức thành một định thức mới đó, mà bằng định thức cũ đó, thì các em nhớ là em muốn thay dòng nào thì em đừng có lấy nó mà nhân cho k lần rồi cộng dòng khác. Làm như vậy là định thức nó sẽ thay đổi, mà các em phải lấy nó cộng với k lần dòng khác. Muốn thay cái cột nào thì giữ nguyên cột đó, lấy nó cộng với k lần cột khác. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là trong cái bài tập này người ta ôn cho mình cách khai triển một cái định thức theo một cái cột. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ôn một số tính chất khác. Câu số 11. Cho hai định thức D1, định thức D2. Câu hỏi đặt ra là phương án nào trong bốn phương án này là đúng? Khẳng định thứ nhất nói rằng là D2 bằng 4D1. B nói rằng là D2 bằng -2D1. C là D2 bằng -4D1. Và D là D2 bằng -D1. Thế khi ta đọc cái đề như thế này thì các em thấy nè, có thể chúng ta nghĩ là hay là mình tính trực tiếp D1 coi ra bao nhiêu, ABCD, tính D2 theo ABCD rồi mình so sánh lại với nhau. Nhưng rõ ràng là cái công việc đó phức tạp, nó khá là dài dòng. Vì sao? Vì đây là một định thức cấp cao, nó là định thức cấp 4 rồi ha. Và các cái dòng của nó, các cái cột của nó thì cũng không có gì đặc biệt. Không có dòng nào bằng không, không có cột nào bằng không, không có dòng nào cột nào tỷ lệ cả. Cho nên muốn tính nó khó. Đưa bậc thang, đưa về tam giác cũng dài. Dùng ví dụ như là khai triển Laplace thì chắc cũng khó khăn. Vậy thì chúng ta nên làm như thế này. Ta hãy nhìn kỹ lại một lần nữa xem cái D1 và D2 nó có gì đặc biệt không. Tôi so sánh giữa các dòng với các cột của nó. Các em có thấy rằng là dòng thứ tư của D2 giống dòng thứ tư của D1. Vậy là tốt rồi. Dòng thứ ba của D2 gấp đôi dòng thứ ba của D1. Vậy là mình có cái sự so sánh được giữa hai dòng này. Dòng này gấp đôi dòng này. Rồi ta thấy rằng là ở cái dòng thứ nhất của D2 này nè, nếu lôi nhân tử 2 ra ngoài thì được là AB trừ CD. Nó giống như dòng thứ hai của D1, AB trừ CD. Rồi cái dòng thứ ba của D2 là 12 trừ 34. Nó giống dòng thứ nhất của D1. Vậy thì để so sánh D2 với D1, ta làm như sau. Ta làm 3 bước. Ta rút nhân tử chung là 2 ở cái dòng thứ ba của D2 ra ngoài. Em lôi số 2 ra ngoài rồi. Em nhớ là ở ngoài có số 2. Trong này nó còn lại là 3, 6, trừ 8, 4 là giống cái dòng thứ ba của D1. Bước thứ nhất, lôi số 2 ra ngoài. Ở dòng thứ nhất của D2 mình cũng lôi số 2 ra ngoài. Thì mình được là thành số 4 rồi đó. Nó còn chỗ này là AB trừ CD. Rồi có phải là động tác thứ ba là mình đổi chỗ dòng 1 với dòng 2 của D2 thì nó giống cái dòng 1 và dòng 2 của D1 không? Vậy tóm lại nè, chúng ta nè, bước 1 là chúng ta lôi số 2 là nhân tử chung của dòng thứ ba của D2 ra ngoài. Bước thứ hai ta lôi nhân tử chung số 2 của dòng thứ nhất D2 ra ngoài là được số 4 nè. Bước thứ ba ta tráo thứ tự dòng 1 với dòng 2 của D2. Mà khi tráo thứ tự của hai dòng thì mình có cái tính chất rằng là nếu mình đổi chỗ hai dòng thì định thức đổi dấu. Như vậy thì số 4 đó đổi dấu một cái nữa thành -4. Vậy có phải là ta có D2 bằng
trừ 4D1 không? Đó. Diễn giải như vậy đó thì trông nó hơi dông dài một tí xíu. Thật ra nếu mình thuộc nhìn qua làm rất là mau. Tôi chọn phương án C. Câu số 12. Cho hai định thức D1 và D2. Câu hỏi là mệnh đề nào sau đây đúng? D2 bằng 4 phần 3 D1, D2 bằng trừ 2 D1, D2 bằng trừ 4 phần 3 D1 và D2 bằng trừ D1. Các em xem nào. Cái dạng câu hỏi số 12 nó giống như là cái dạng câu hỏi số 11. Hai câu này mục đích là để chúng ta hiểu cái tính chất của định thức, đó là chúng ta so sánh các dòng các cột của chúng, rút nhân tử chung ra. Chúng ta có quyền đưa nhân tử chung của một dòng hoặc một cột ra ngoài. Thế vừa rồi á, thì để so sánh D1 với D2 thì chúng ta tiến hành cái bước đầu tiên là so sánh xem các cái dòng của D1 và các dòng của D2 nó có cái tương quan gì không. Các cái cột của D1 và D2 nó có cái mối liên hệ gì không? Chúng ta nhìn thử nha. Ở đây ví dụ như là 3603 này, 4804. Ở đây là 36 trừ 44 này, 36 trừ 34. Hình như là các cái dòng của nó không liên quan gì hết. Các cột thì sao? Ta nhìn vào ta thấy nó cũng không có cái mối liên hệ gì hết. Như vậy thì làm như cách trong câu 11 là chưa được ha. Thế thì trong cái tình huống như thế này, các biết mình nên làm như thế nào không? Em nhớ là nếu rơi vào tình huống như thế này, là tức là các cái dòng, các cái cột của hai cái định thức này nó không có mối liên hệ gì hết, chưa thấy mối liên hệ gì hết, mà chúng ta muốn so sánh hai định thức này với nhau, thì tôi đề nghị các em á, các em xem thử là trong mỗi cái định thức á, có cái dòng nào, cột nào mà có được nhân tử chung không? Ta rút các nhân tử chung ra ngoài, thì cái phần còn lại, các định thức còn lại đó, mình dễ dàng so sánh cái mối liên hệ của chúng với nhau hơn. Em xem nha. Đây là D1 và D2 nè, tôi viết lại nè. Thế trong D1 có cái dòng nào, cột nào có nhân tử chung không? Dòng thứ nhất không thấy có, dòng thứ hai không thấy có, dòng thứ ba cũng vậy luôn. Nhưng dòng thứ tư nè, 4804. Có thể đặt nhân tử chung là 4. Có thể lôi số 4 ra ngoài. Rồi, cột nghe. Cột thứ nhất không thấy. Cột thứ hai và cột thứ tư cũng không thấy có nhân tử chung. Nhưng cột thứ ba thì có, đúng các em? Có thể lôi nhân tử chung là 3 ra bên ngoài. Vậy thì tôi làm như sau. Tôi lôi nhân tử chung số 4 ở cái dòng thứ tư và cái nhân tử chung số 3 ở cột thứ ba ra bên ngoài. Tôi được chỗ này là 4 nhân 3. Và lúc đó trong cái định thức thì nó còn lại cái chỗ này là 1201. Đây các em, 1201. Ở cái cột thứ ba này này, mình lôi số 3 ra ngoài rồi thì chỗ này có phải còn lại là 11 trừ 10 không nè. Đó. Và tôi đặt cái định thức mới này, này là M, thì có phải là mình được D1 nó bằng 12 lần định thức M không? Đó. Vừa biến đổi xong D1. Chúng ta hãy dùng cái thủ thuật đó để xử lý D2. Ở D2 tôi cũng thấy rằng là cái dòng thứ tư á, nó có nhân tử chung là 3. Cái cột thứ ba có nhân tử chung là 4. Cho nên tôi lôi nhân tử chung là 3 ở dòng thứ ba và nhân tử chung là 4 ở cột thứ ba ra bên ngoài. Có phải là lúc đó mình được gì không? 3 nhân 4 nhân với nè. Lấy số 3 ra ngoài rồi, chỗ này còn lại là 1201. Đây các em là 1201. Ở cái cột thứ ba lôi số 4 ra bên ngoài, chỗ này còn lại là 11 trừ 10. Đây các em, 11 trừ 10. Đó. Và các em thử nhìn xem là cái định thức mới này này so với định thức M ở bên trên này, nó có mối liên hệ gì không? Dòng thứ tư giống nhau. Dòng thứ ba giống nhau. Nếu tráo cái dòng 1 với dòng 2 ở định thức mới này, đổi chỗ nó, lấy dòng 1 xuống làm dòng 2 và lấy dòng 2 lên làm dòng 1,
thì có phải nó trở về cái định thức M không? Mà khi mình đổi chỗ hai dòng này với nhau như này thì có phải là định thức đổi dấu không? Mới học xong đó, mới nhắc lại đó. Như vậy thì có phải là D2 nó bằng trừ 12 lần M? Vậy ta có là D1 thì bằng 12M, M là định thức này nè, định thức mới này đây. D2 thì bằng trừ 12M. Vậy thì ta có mối quan hệ giữa D2 và D1 rồi. Ta có D2 bằng trừ D1. Và lúc đó ta chọn phương án D, là cái phương án mà nói rằng là D2 nó bằng trừ D1. Em thấy kịp không? Câu số 13, chúng ta sẽ ôn một tính chất khác. Cho định thức này bằng 0. Câu hỏi là số nghiệm của phương trình trên. Đây á, khái trị cái định thức này thì mình được một cái đa thức. Một cái đa thức theo biến là x. Như vậy là có thể coi cái đẳng thức này là một cái phương trình. Thì họ hỏi mình rằng số nghiệm của phương trình trên là chọn cái nào trong bốn phương án này? A là 0, B là 1, số nghiệm là 1, phương án C số nghiệm là 2 và D là vô số nghiệm. Chúng ta sẽ xem thử xem là cái phương án nào trong bốn phương án này là đúng. Thế khi nào mà người ta cho mình cái định thức nó bằng 0, lập tức chúng ta phải nhớ lại xem có cái tính chất nào nói rằng một định thức nó bằng 0 hay không. Các em còn nhớ không? Một định thức nó bằng 0 khi nào? Khi mà hoặc là nó có hai dòng nào đó bằng nhau, hoặc hai cột nào đó bằng nhau, hoặc là hai dòng nào đó tỷ lệ với nhau, hoặc là hai cột nào đó tỷ lệ với nhau. Ta nhìn xem cái định thức họ cho có rơi vào những cái trường hợp ta mới liệt kê không. Thì ta thấy ngay nè, cột thứ ba với cột thứ tư nó bằng nhau. Vậy thì rõ ràng là cái định thức này luôn luôn bằng 0 với mọi x. Vậy thì phương án đúng là D. Em thấy nè, vì cột 3 và cột 4 bằng nhau nên phương trình đúng với mọi x. Chọn phương án D. Để các em có thể nắm vững hơn nữa cái tính chất của định thức, chúng ta sẽ tiếp tục với câu số 14. Cũng cho cái định thức nó phụ thuộc vào cái biến x bằng 0. Có thể xem đây là một cái phương trình. Và câu hỏi cũng là số nghiệm phương trình trên là bao nhiêu? 1, 2, 3 hay là vô số? Rồi, chúng ta vừa có một cái kinh nghiệm trong cái việc giải cái câu số 14. Bây giờ, câu số 13, ta thử áp dụng cái đó vào câu số 14. Thử xem có cái dòng nào bằng 0 không? Cột nào bằng 0 không? Dòng nào, hai dòng nào bằng nhau, hai cột nào bằng nhau hay tỷ lệ với nhau không? Thì ở đây, sau khi ngắm nghía, mình thấy rằng là không có mấy cái tình huống này xảy ra. Đúng các em? Thế trong trường hợp này thì chúng ta xử lý làm sao? Thì chúng ta buộc lòng phải đi tính cái định thức này. Thế tính định thức này tính như thế nào? Thì các em thấy nè, ở cái vị trí, cái góc bên tay phải mà ở dưới này nè, nó có 4 số 0. Nó lập thành một cái định thức cấp 2, 4 số 0 như thế này. Nó có gợi ý cho em mình dùng cái phương pháp nào để tính cái định thức này không? Có phải là mình dùng khai triển Laplace là quá tốt không? Các em xem nha. Đây, mình ngăn nó ra là 4 phần này. Thì theo Laplace thì nếu mình có một cái góc này nè, nó toàn là số 0 này, thì lúc đó cái định thức lớn á, nó bằng tích của hai định thức chéo này nè. Đó. Như vậy thì chúng ta có thể biết là phương trình tương đương với cái định thức lớn nó bằng tích của hai định thức này. Đây nè, x2, x3 nè. Đó, 3, 1, 5, 2 đây nè. Bằng 0. Và việc tính hai định thức cấp 2 này quá đơn giản. Định thức cấp 2 thì nó bằng tích 2 phần tử trên đường chéo chính mà trừ đi tích 2 phần tử trên đường chéo phụ. Như vậy rõ ràng chúng ta có này là 3x trừ 2x, còn bên đây là 6 trừ 5 bằng 0. 6 trừ 5 là 1, 3x trừ 2x là x, có ngay kết quả x bằng 0. Như vậy là có bao nhiêu nghiệm? Có 1 nghiệm.
kịp theo kịp không? Câu số 15. Cho D. Trong D này có chứa X, Y, Z. Người ta hỏi rằng là giá trị của D đó chỉ phụ thuộc vào X hay là chỉ phụ thuộc vào Y hay là phụ thuộc cả X, Y, Z hay là không phụ thuộc vào X, Y, Z. Phương án nào trong bốn phương án này đúng? Thế nếu mà làm trắc nghiệm gặp câu này á thì không tính toán gì hết, mà nếu tôi đoán á thì tôi nghĩ vậy nè, phương án A chắc sai, phương án B chắc là sai. Tại vì tôi thấy rằng hình như là cái X, Y, Z nó có cái vai trò gần giống như nhau trong cái định thức D này. Vậy thì nếu như nó phụ thuộc vào X thì chắc là phải phụ thuộc vào Y, phụ thuộc vào Z, chứ làm gì mà chỉ phụ thuộc vào X hoặc là chỉ phụ thuộc vào Y. Lập luận như vậy là có lý. Nhưng còn C với D thì sao? Trong D nó có X, Y, Z thì có phải là nó phụ thuộc vào cả X lẫn Y lẫn Z hay không? Tức là giá trị của D khi tính toán ra nó còn chứa X, Y, Z phải không? Hay là tính ra nó không có chứa gì X, Y, Z cả, tức là nó không phụ thuộc vào D, vào X, Y, Z. Thế thì ta tính thử cái D này. Như vậy là câu vừa rồi và câu này là ôn cho chúng ta cách tính định thức mà tính bằng chất. Các em xem nha. Ở đây nè, cái dòng thứ nhất thì chỗ này có X, Y nè, ở đây có Z. Dòng thứ hai á, cái cột thứ nhất thì có Y, Z, mà cái này có X. Ở đây thì có X cộng Z, có Y. Nó gợi cho mình như thế này nè. Nếu như mình lấy cái cột thứ nhất, mình thay cái cột thứ nhất bằng cách lấy nó cộng với cột thứ hai, thì lúc đó nó như thế nào nè? Ta được hai điều sau đây nè. Thứ nhất là định thức không thay đổi. Mới ôn vừa rồi. Định thức sẽ không thay đổi nếu như ta thay một cột bằng cách lấy nó cộng với k lần cột khác. Tôi thay cột thứ nhất bằng cách lấy nó cộng với cột thứ hai. Tổng như vậy để làm gì? Để được là cái góc này là x, y, z, phần chỗ này cũng có x, y, z, chỗ này cũng có x, y, z. Đây. Khi cộng như vậy thì cột thứ nhất A11 là x, y, z, A21 là x, y, z, A31 cũng x, y, z. Hai cột sau để nguyên. Cái mục đích của mình là có ba cái x, y, z giống nhau ở cột thứ nhất để ta lôi cái x cộng y cộng z ra ngoài làm nhân tử chung. Và lúc đó cái cột thứ nhất có phải nó còn lại là 111 không? Cột thứ hai thì với cột thứ ba thì ta để nguyên. Và các em có thấy rằng cái định thức mới này nó có giá trị bằng không không? Bởi vì chúng ta học rằng là một cái định thức nó sẽ bằng không nếu có hai cái cột nào đó tỷ lệ với nhau. Như vậy là D bằng không. Vậy là chúng ta vừa tính được cái định thức D nó bằng không. Nó không phụ thuộc gì vào X, Y, Z. Mặc dù lúc ban đầu mình thấy là trong D nó có chứa X, Y, Z, nhưng mà tính toán ra thì nó không phụ thuộc vào X, Y, Z. Cho nên chúng ta nói rằng D không phụ thuộc X, Y, Z, chọn phương án D. Qua những cái ví dụ này thì chúng ta sẽ nắm vững hơn các cái tính chất của định thức. Bây giờ chúng ta tiếp tục với câu số 16. Câu số 16 là một cái dạng toán khác. Nếu A là ma trận vuông cấp 3 có định thức bằng -2, hỏi rằng là lúc đó định thức của ma trận 3AT, AT tức là ma trận chuyển vị của ma trận A, nó bằng bao nhiêu trong các cái phương án sau đây? Bằng -6, bằng -1/6, -54, -1/54. Thế ở đây em thấy rằng là người ta không có cho một cái ma trận A cụ thể, chỉ cho biết det A thôi. Và ta hỏi là định thức 3AT. Như vậy là sẽ không có cái việc là đi tính toán một cái định thức bằng cách khai triển theo dòng, theo cột gì cả, mà chúng ta chắc chắn là phải dựa vào cái tính chất của định thức. Thế câu số 16 này giúp chúng ta ôn tập
thêm một số tính chất của định thức. Để làm bài này thì chúng ta phải nhớ các định thức sau đây này. Định thức KAN thì bằng K mũ N nhân định thức của A. N ở đây là cái cấp của ma trận vuông A. Tính chất thứ hai nói rằng là định thức của ma trận A và định thức của ma trận chuyển vị đó nó bằng nhau. Tính chất thứ ba nói rằng là tích của cái định thức ma trận A với lại ma trận nghịch đảo của nó thì bằng 1. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng các tính chất này để làm câu số 16 này. Chúng ta bắt đầu từ chỗ là định thức của 3 lần AT. Tôi áp dụng tính chất thứ nhất, tính chất này. K ở đây là 3. AN ở đây là AT. Thế người ta cho mình ma trận A là ma trận vuông cấp 3. Thì ma trận chuyển vị của nó, ma trận AT này nè, cũng là một cái ma trận vuông cấp 3. Có nghĩa là N ở đây là số 3. Vậy thì theo cái tính chất đầu tiên này, có phải chúng ta có định thức 3AT nó bằng nè, 3 mũ 3, 3 là K đó, 3 lớn này là K nè, N là 3, 3 mũ 3 nhân với định thức A, A lớn ở đây là AT đó, 3 mũ 3 nhân với định thức AT. Nhưng ta lại có tính chất thứ hai là định thức của AT thì bằng định thức của A, tính chất số 2. Vậy ta có quyền viết bằng tiếp nè, 3 mũ 3 nhân với định thức của A. Đúng chưa? Rồi 3 mũ 3 thì là 27, mà định thức của A họ cho là trừ 2. Đây chúng ta giả thiết cho là định thức của A là trừ 2. Vậy thì dễ quá, 3 mũ 3 là 27 nhân với lại trừ 2. Tính rất nhanh, trừ 54. Vậy thì phương án đúng là C. Đó, chúng ta vừa ôn được một số tính chất của định thức qua câu số 16 này. Để các em có thể nắm vững cái tính chất này, tôi cho thêm một. Câu số 17. Nếu A là ma trận vuông cấp 3 có định thức của 2AT mũ trừ 1 bằng trừ 1 phần 2, hỏi định thức của A bằng bao nhiêu trong các cái phương án sau đây: trừ 6, trừ 1 phần 6, trừ 1 phần 4, trừ 1 phần 54. Em có thấy là cái dạng câu hỏi này giống dạng câu hỏi số 16 không? Thế thì nó giống dạng câu hỏi số 16, cho nên thì chúng ta cũng phải sử dụng các cái tính chất mà vừa nêu. Tôi vừa viết lại đây. Chúng ta bắt đầu khai triển giả thiết nè. Người ta cho mình định thức này bằng trừ 1 phần 2. Ở đây nó có cái trừ 1 là đụng đến định thức của ma trận nghịch đảo. Vậy thì tôi áp dụng tính chất của định thức ma trận nghịch đảo và nói nhân với định thức A bằng 1. Vậy thì nếu cái định thức này bằng trừ 1 phần 2 thì có phải chúng ta có định thức này bằng trừ 2 không? Nhưng mà theo tính chất thứ nhất thì định thức này bằng 2 mũ 3 nhân với định thức AT. Ta bằng trừ 2. 2 mũ 3 là 8. Chia xuống thì ta sẽ được là định thức AT bằng trừ 1 phần 4. Mà định thức AT thì bằng định thức của A. Như vậy em thấy là 2 mũ 3 định thức của A bằng trừ 2. Cho phép kết luận định thức của A bằng trừ 1 phần 4. Chọn ngay phương án C. Các em thân mến, như vậy là qua một số cái câu hỏi trắc nghiệm của bài học hôm nay, chúng ta vừa ôn tiếp một số cái tính chất của định thức và có học ôn lại một tí về cái việc khai triển một định thức theo một cái cột. Tôi hy vọng rằng là qua cái buổi học hôm nay các em nắm vững hơn lý thuyết và có cái kỹ năng việc tính toán linh hoạt trong cái việc xử lý các bài tập trắc nghiệm phục vụ cho cái việc kiểm tra giữa học kỳ của mình. Trong tiết học tới thì chúng ta sẽ tiếp tục với ôn lại với mặt trận nghịch đảo. Xin thân ái chào các em.